mọi người. Giờ mua vi tính. Nước bài ba sử ba sử chỉ nước bài ba sử chỉ nước chịu ba ít con sai một khăn phải xem nước ba tu hả nước chịu ba gì để đi chi bài ơi mình chào 200 百块，微灯。Đây là nguyên một cái tiệm vi tính cả nhà. Này phải đi mua vi tính để làm mà business online mới được chứ không là không có làm được cái gì hết. Thấy tạ khai số lại check mà. À tạ khai check xem. Căn hóa số chuyện. Một vi tính hả mọi người? Đi được qua đây rồi. Rồi vì tính 600 mấy à rẻ quá mọi người. Không mua không có làm được. Một khay phay mà. Một khay phay. Cái gì không? Mấy quan si không? Mấy quan si à. Để cho khai ra thì khai ra thì phần. Vi tính là mọi người ở nhà vi tính thử chứ. Chứ là dùng liền chứ à. Mà trên ít trên 300 đô đấy. Một máy 1300 đô là sáng bị cao chính bảo bẩn nó hơi chính ít điểm, rồi bây giờ sẽ cao ít điểm điểm. Anh nhà hơi hoài đấy. 这个是看风水啊，讲这个是看老了，这个很难讲，不是说越贵越耐用，这个它只是说越贵是它的质量啊，它的材质比较好一点这样啊。这个是什么？它的那个 sticker 的，你不要给撕掉啊，不要给撕掉。